Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các giao dịch chuyển khoản trực tuyến từ 10 triệu đồng bắt buộc phải được xác thực sinh chắc học. Người dân có thể tự cập nhật thông tin sinh chắc học trên các ứng dụng ngân hàng của mình. Tuy nhiên, lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác thực sinh chắc học, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ cài đặt sinh chắc học với mục đích đánh cắp thông tin người dùng để chiếm đoạt tài sản những đối tượng này liên hệ khách hàng bằng các hình thức như gọi điện nhắn tin kết bạn qua mạng xã hội như zalo facebook để hướng dẫn thu thập thông tin sinh chắc học tiếp đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng hình ảnh căn cước công dân hình ảnh khuôn mặt khách hàng để được hỗ trợ và đề nghị người dân truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ thu thập sinh chắc học trên điện thoại sau khi lấy được thông tin của nạn nhân, các đối tượng tiến hành chiếm đoạt tiền trong các tài khoản ngân hàng và sử dụng thông tin của khách hàng và các mục đích xấu. Để phòng tránh ngăn chặn trở thành nạn nhân của những hành vi lừa đảo này, các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai kể cả nhân viên ngân hàng. Người dân tuyệt đối cảnh giác và không truy cập vào các đường link lạ qua Facebook, Zalo, SMS hoặc email gửi đến điện thoại để tránh nguy cơ bị lừa đảo đánh cắp thông tin nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các cuộc gọi từ các số máy lạ tự xưng là cán bộ nhân viên ngân hàng yêu cầu hỗ trợ cài đặt sinh chắc học thực hành thói quen sử dụng mạng an toàn đồng thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo